Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn món chè bưởi giòn ngon, thanh mát và không bị đắng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ cho đỗ vào này và cho một chút muối vào để mình nấu cho nó đậm vị nhé. Sau đó thì mình sẽ đi gọt bưởi này. Gọt bưởi các bạn để ý mình cách làm nhé. Mình sẽ khía ra và cắt thành từng miếng như thế này. Đấy, sau đó thì mình sẽ gọt hết những cái vỏ đi. Gọt vỏ ngoài nhé và gọt cái sơ ở bên trong. Như vậy ấy, thì nó sẽ không bị sơ nhé. Và ăn rất là giòn và ngon đấy. Sắp Tết rồi ấy, thì các bạn làm món này này. Ăn để thanh mát nhé. Và đỡ bị ngán các món vịt Tết rất là nhiều. Các món là dầu mỡ này. Sau đó là mình thấy bây giờ đang là mùa bưởi ấy. Bưởi năm nay thì rất là rẻ luôn, rất là nhiều. Đấy mà mình thì cũng rất thích ăn món này. Nhưng mà khi mà ra quán ấy thì họ chỉ cho vài ba miếng thôi, ăn không có thoải mái gì hết. Mình tự nấu được nhá, nấu rất là nhanh luôn mà ăn được nhiều, giòn, ngon. Đấy, các bạn làm theo cách của mình ấy thì chắc chắn là thành công nhá và không bị đắng đâu. Đó, mình sẽ sau khi mà mình cắt nhỏ thành miếng ra, sau đó thì mình sẽ đun nước sôi nha các bạn. Đun nước sôi bỏ vào và cho một chút muối hạt vào. Sau đó là mình sẽ ngâm. Mình ngâm khoảng 20 phút. Các bạn nhìn này. Đấy, mình ngâm khi mà cho nước sôi vào ngâm này, nó sẽ ra cái nước là màu xanh xanh như này nhá. Đó, lúc này thì nước nó cũng nguội rồi, nó chỉ hơi ấm ấm thôi. Mình sẽ vắt kiệt hết các nước đi. Đó, vắt kiệt đi nha các bạn, vắt hết nước đi. Sau đó thì mình sẽ rửa lại bằng nước và mình cứ vắt như thế này, vắt qua vắt lại như này khoảng 4 lần, lúc nó trong là được. Đấy, mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Mình sẽ hướng dẫn kỹ cái khâu xử lý này thì sẽ chắc chắn là không bị đắng này. Các bạn cẩn thận ấy, thì mình rửa, mình có thể nếm qua ấy. Khi nào mà nó hết đắng thì các bạn thôi. Còn như mình thì đấy, mình rửa khoảng 4 nước là nó, nước nó trong như này này. Là nó đã hết, chắc chắn là nó hết đắng rồi này. Các bạn chọn bưởi ấy, thì đừng có chọn những quả bưởi héo nhá. Mà cũng đừng có tươi quá nhá, cứ vừa vừa thôi. Đó, cùi nó dày là được. Như héo là nó hết mất cùi ấy. Mà bây giờ mùa bưởi nhiều, rất là rẻ luôn. Chỗ mình bán, bây giờ họ bán có mấy nghìn một quả, chưa đến 10.000 một quả. Cái loại quả hơn một cân như này to nhất mình mua có mỗi 7.000 thôi. Đó, mình sẽ pha nước đường nhá. Mình vắt kiệt rồi mình pha nước đường này. Mình nếu mà các bạn có đường vàng ấy, mình cho vào thì nó lên màu cho đẹp nhá. Sau đó thì mình sẽ cho bột năng vào. Và mình sẽ sau khi mà khuấy tan rồi ấy, thì mình sẽ cho cái vỏ bưởi mà mình xử lý rồi ấy, cái cùi bưởi này. Mình xử lý xong ấy, mình cho vào để cho nó hút nha. Đấy, nó hút hết, nó thấm như thế này này. Thì cái lúc mà các bạn luộc ấy thì nó ăn nó rất là giòn luôn và rất là đậm vị luôn. Không sợ đắng một chút nào nhá. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ cho bột từ từ vào để cho nó hút nhá. Khi nào mà nhỡ mà cho quá nước quá tay thì cũng không sợ này. Đó, nó hút gần hết như thế này nha. Xong là các bạn cho bột từ từ vào để cho nó thấm. Khi nào mà hết hết nước thì thôi. Rất là dễ luôn đấy. Chịu khó một chút là sẽ có một nồi chè bưởi cho cả nhà ăn. Cái đỗ cũng thế, các bạn cũng không cần phải ngâm mấy tiếng xong rồi đồ lên nó lích kích đâu. Mà chỉ cần cho vào nấu như nấu xôi thôi cũng được. Như nấu cơm ấy, cho vào nồi cơm điện cho xâm xấp nước một chút là được. Rất là dễ này.
có món chè cho cả nhà ăn, xong lại vừa có thể để thắp hương hoặc các bạn ăn chay đều có thể ăn được. Trẻ con người lớn thì ai cũng thích hết đó. Sau đó thì mình đi đun nước này, mình sẽ cho lá thơm vào để cho nó thơm nhá, và mình sẽ không cho đường thốt nốt hay là đường mình ăn bình thường đâu, mà mình cho đường phèn vào để cho nước nó thanh mát đấy các bạn, thì nó sẽ không bị ngọt gắt như là ở mình đi đi ăn ở quán nhé. Đấy, rất là thơm luôn đó. Cái củi bưởi mình xử lý rồi ấy, bây giờ mình cho vào mình luộc này. Đấy, làm cái nước chè này luôn, chút nữa mà nó chín, nước nó trong rồi nó nổi lên ấy, thì mình sẽ pha một chút bột năng để cho vào để cho nó nước nó sệt sệt nhá. Các bạn thích ăn đặc nhiều thì pha nhiều bột năng vào đó, cho cái đỗ mà mình đã nấu xong rồi mình cho vào mình nấu cùng nha. Công thức cụ thể như thế nào các bạn có thể xem lại trong phần mô tả, mình sẽ ghi rõ ràng đấy. Các bạn thấy video của mình hữu ích thì nhớ subscribe, like, chia sẻ kênh giúp mình nhé. Đấy, nếu mà nó lên nhiều bọt thì các bạn hớt bớt bọt đi để cho nước nó trong. Rất là dễ đúng không ạ? Quan trọng nhất là cái khâu xử lý bưởi thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi đấy. Làm xong rồi cái đấy là làm được hết luôn. Đó, bây giờ nước nó hơi sệt sệt này các bạn. Bạn nào mà thích ăn vani thì cho mấy giọt vào là nó thơm như ở ngoài quán nhé. Mình thì mình thích thơm của mùi lá dứa và nó thanh mát như này rồi. Đó, bạn nào ưng ăn ngọt nhiều thì cho nhiều đường vào. Vậy là chúng ta có nồi chè rồi đấy. Cái này chút nữa mình có các bạn mà thích ăn ăn béo ấy thì mình sẽ cho nước, mua nước dừa ở người ta có cái hộp sẵn đấy. Còn như mình thì mình chỉ ăn mộc như thế này thôi. Sau đó thì mình sẽ cho một ít dừa dừa sấy khô ấy, mình rắc lên và một chút vừng lên là xong. Rồi. Các bạn thì nếu mà thích ăn lạnh nhiều thì cho nhiều đá vào nhé. Mình chỉ cho vài cục đá thôi. Đó, như vậy là chúng ta xong nồi chè rồi này. Vừa rẻ vừa ngon vừa thơm theo ý của mình nữa. Mình thích ăn bao nhiêu củi dừa thì ăn, giòn ngon. Ra quán họ chỉ cho vài miếng thôi, ăn nó đó. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình nhé.